Theo Ủy ban nhân dân thành phố có hai mục tiêu nguyên tắc trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ nhất, căn cứ ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phê duyệt. Thứ hai, nhà nước chỉ tham gia nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp theo quy định nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ. Đối với các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ thì bán hết. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Tài chính, Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì cùng các đơn vị liên quan Xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước để triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.